Phương Anh xin được kính chào quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh tin tức, kênh thông tin kiến thức hàng đầu Việt Nam. Và chúng tôi rất vui mừng khi được truyền tải những thông tin nóng hổi có trong ngày, được rời mắt vào màn hình. Và ngay sau đây, hãy cùng với chúng tôi cập nhật những tin tức mới nhất diễn ra trong 24 giờ qua. Khủng khiếp, xe vua thành bưởi tăng ga vượt ẩu, tiễn 5 người chầu trời tức khắc, cảnh tượng hãi hùng. Thủ tướng ra công văn điều tra toàn diện, tước hết giấy phép lái xe. Ai chống lưng để lộng hành đến mức độ này? Thưa quý vị, chuyện xe vua làm mưa làm gió không còn quá xa lạ với các tuyến chạy đường dài nước ta. Những tài xế này không biết lấy đâu ra bản lĩnh để chở 50 hành khách nhưng vẫn đạp ga vượt tốc độ quy định. Mới đây, vụ án của xe thành bưởi lại gây rúng động dư luận bởi mức độ khủng khiếp của nó. Hai xe đường dài va chạm khiến 5 hành khách đột ngột ra đi khi còn đang ngủ ngay tại tuyến quốc lộ 20 thuộc địa phận Đồng Nai. Tiếp hơn khi đây không phải là lần đầu tiên xe vua thành bưởi vượt ẩu gây tai nạn khiến hành khách qua đời. Trước đó, cõi mạng cũng xôn xao việc chủ tịch xe thành bưởi, ông Lê Đức Thành có những hành vi quá khích đối với cán bộ đã phát hiện doanh nghiệp này đưa xe vào khai thác bất hợp pháp trên các tuyến vận tải khách cố định. Tính sơ sơ, từ đầu năm 2023 đến nay đã 8 vụ, dù bắt nhiều quái xế vi phạm tốc độ. Tuy nhiên, dường như đó không phải là lời cảnh tỉnh đối với chủ nhà xe này. Một lần nữa, dư luận lại đặt câu hỏi, ai chịu trách nhiệm đối với sự ra đi thương tâm này? Ai chống lưng cho nhà xe thành bưởi đã để xảy ra nhiều vi phạm thời gian qua? Cần tổ chức thanh tra toàn diện và xử lý thật nghiêm nhà xe này nếu có vi phạm. Cần xử lý nghiêm cả những đơn vị cá nhân bao che cho các vi phạm của nhà xe này. Lẽ nào công an tiếp tục nhắm mắt làm ngơ để những xe vua này lộng hành? Cùng chúng tôi làm rõ ngay sau đây. Công an tỉnh Đồng Nai đang khẩn trương phối hợp với lực lượng chức năng điều tra nguyên nhân vụ tai nạn giữa hai xe khách trên quốc lộ 20 khiến nhiều người thương vong. Trong đó có 4 người qua đời tại chỗ và 1 người qua đời sau khi được đưa đến bệnh viện trong tình trạng nguy kịch. Vụ tai nạn xảy ra lúc 2 giờ 30 sáng cùng ngày, khi đó xe khách Dương Thành Bưởi đang chạy trên quốc lộ 20 hướng từ Đồng Nai đi Lâm Đồng. Chạy đến đoạn thuộc ấp 3 xã Phú Vinh, huyện Định Quán thì xảy ra va chạm với xe khách 16 chỗ chạy chiều ngược lại. Sau cú va chạm trực diện, xe khách giường nằm của hãng xe Thành Bưởi kéo theo xe khách 16 chỗ vào lề đường bên trái, tiến vào nhà dân. Hai xe biến dạng, hư hỏng nặng sau va chạm. Vụ tai nạn khiến 4 người trên xe khách 16 qua đời tại chỗ. 6 người khác bị thương được đưa vào bệnh viện cấp cứu và người thứ 5 mất ngay khi cấp cứu tại bệnh viện được 1 ngày. Phó Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai cho biết sẽ mở rộng điều tra rõ trách nhiệm chủ xe Thành Bưởi và những người khác liên quan vụ tai nạn làm 5 người qua đời. Trước đó, đoàn thanh tra Bộ Giao thông Vận tải vào cuộc, báo Giao thông đã có loạt bài phản ánh sai phạm núp bóng xe hợp đồng để kinh doanh xe tuyến cố định trái phép nhiều năm không bị xử lý của Thành Bưởi. Bằng cách kinh doanh núp bóng này, nhà xe Thành Bưởi đã trốn thuế nhiều năm, đồng thời tạo nên sự cạnh tranh bất bình đẳng với các nhà xe khác trên tuyến. Đại tá Trần Anh Sơn, Phó Giám đốc Công an tỉnh cho biết, đây là vụ tai nạn thứ hai liên quan xe khách Thành Bưởi tại địa bàn tỉnh Đồng Nai trong thời gian gần đây. Đối với nhà xe Thành Bưởi, từ đầu năm đến nay đã xử lý 2 vụ tai nạn giao thông trên địa bàn tỉnh. Vụ thứ nhất diễn ra vào ngày 23 tháng 7 năm 2023, cũng trên tuyến quốc lộ 20 thuộc địa bàn Thống Nhất. Nguyên nhân là lái xe vượt trái chạy lên phía trước và va chạm với ô tô. Hiện nay, cơ quan điều tra vẫn đang điều tra làm rõ. Vụ thứ hai xảy ra sáng 30 tháng 9, cơ quan điều tra tỉnh khẩn trương mời chủ xe lên làm việc và quán triệt các lái xe chấp hành quy định, Đại tá Sơn nói. Đồng thời, cơ quan điều tra sẽ tiếp tục phối hợp với Công an tỉnh Lâm Đồng để tổ chức kiểm tra, kiểm soát và có kế hoạch căn cơ để đảm bảo được trật tự an toàn giao thông trên tuyến quốc lộ 20. Nhiều ý kiến bức xúc của người dân cho rằng sai phạm của Thành Bưởi có trách nhiệm của Sở Giao thông Vận tải Thành phố Hồ Chí Minh, thanh tra giao thông vận tải của chính quyền địa phương. Không có văn minh pháp luật sẽ không có văn minh giao thông. Văn minh pháp luật chính là thẳng tay xử lý tất cả các trường hợp vi phạm, làm gắt gao mới chấn chỉnh được việc chấp hành quy định của pháp luật giao thông. Trong công điện vừa ban hành liên quan vụ tai nạn tại tỉnh Đồng Nai, Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo Bộ Công an, chỉ đạo Công an tỉnh Đồng Nai và Công an các đơn vị có liên quan khẩn trương điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn và xử lý nghiêm theo đúng quy định của pháp luật đối với tổ chức cá nhân vi phạm quy định gây ra vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng nêu trên. MC Cát Tường khóc ỉ ôi xin lỗi khán giả, thừa nhận quảng cáo sai sự thật còn hứa đền bù, để lộ bí mật dùng nhan sắc để nổi tiếng, mê đỏ đen đến bể nợ và chỉ yêu toàn trai trẻ. Thưa quý vị, sau nhiều tháng im lặng trốn khỏi showbiz thì bà trùm mai mối Cát Tường đã chính thức lộ diện, khóc nức nở xin lỗi khán giả
bởi suốt thời gian qua, cô bị cả xã hội đang lên án vì bất chấp để quảng cáo lố, khiến hàng triệu dân vì tin mà nguy kịch, thậm chí còn bị đuổi khỏi vai trò MC trong show hẹn hò nổi tiếng. Lạ thay, cô hết khóc thì tới trách khán giả quá đáng, hứa bù đắp thiệt hại nhưng lại than thở, 6 tháng qua không ai mời tôi đi show. Ngay lập tức bị dư luận phản ứng dữ dội bởi thái độ quá tự tin, xin lỗi như không. Vốn là một diễn viên, một MC được rất nhiều người yêu thích, thế nhưng Cát Tường lại đang tự tay phá bỏ những gì mình đã gây dựng. Từng trải qua một mối tình và ba người đàn ông trẻ tuổi hơn, thậm chí còn là một người mê đỏ đen. Nhiều tin đồn đoán rằng người phụ nữ nhiều tài này đang nợ chồng chất, để đến mức phải làm mọi cách để đưa người hâm mộ vào chồng. Chưa kể, cũng từng có đồn đoán Cát Tường đã từng dùng vẻ đẹp để tiến thân vào giới showbiz. Sự thật việc này như thế nào, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Trước những lời chỉ trích quay lưng từ cộng đồng mạng về việc nghệ sĩ quảng bá sản phẩm sai sự thật, làm hệ lụy đến người tiêu dùng, thì mới đây, MC Cát Tường đã chính thức lên tiếng xin lỗi. Trong buổi gặp gỡ trả lời báo chí, MC Cát Tường cho biết nguyên nhân thời gian qua nữ MC giữ im lặng thay vì lên tiếng làm rõ để xoa dịu dư luận là vì lo ngại việc này có thể ảnh hưởng đến các dự án nghệ thuật mà cô đang tham gia. Ngoài ra, việc giữ im lặng là để cho nữ nghệ sĩ có thời gian lặng lại để chiêm nghiệm, quan sát và tìm cách giải quyết cái sai của mình. Diễn viên đồng tiền xương máu đối diện với những lời bình luận công kích trên trang cá nhân vì ồn ào quảng cáo. Đó là giai đoạn tôi cảm thấy khủng hoảng, Cát Tường thừa nhận. Tôi đắn đo suy nghĩ rất nhiều. Trong suốt 27 năm hoạt động nghệ thuật, đây là lần đầu tiên tôi vướng vào scandal không tốt, ảnh hưởng đến gia đình sự nghiệp của mình trong thời gian qua. Cát Tường cũng cho biết thêm về việc bản thân đã ngủ quên trong chiến thắng đã khiến cô một phần nào đó đi sai hướng và chuyên môn của mình. Bên cạnh đó, nữ MC cho rằng việc các clip xuất hiện dày đặc trên mạng xã hội cũng là nguyên nhân khiến cô bị phản ứng. Tôi nói, lấy danh dự của mình ra đảm bảo về sản phẩm là sai. Tôi không sản xuất thì không thể đảm bảo được. Bây giờ tôi đã hiểu điều này. Tôi cũng đã hiểu mình không được cam kết sử dụng sản phẩm sẽ được kết quả thế này hay thế kia, dứt điểm triệu chứng này hay triệu chứng kia. Cát Tường bộc bạch. Tôi khẳng định từ trước đến nay, khi nhận quảng bá hình ảnh cho sản phẩm, tôi phải xem giấy tờ và sử dụng thử. Khi tôi vướng ồn ào rồi, người ta nói gì mình phải chấp nhận. Lỗi của tôi là đã nói sai vì nghĩ đơn giản quá. Đồng thời cô cũng cho rằng việc nói mình tiếp tay lừa đảo là quá nặng. MC Cát Tường còn than rằng trong suốt 8 tháng qua, cô đã không nhận thêm bất kỳ quảng cáo nào để có thời gian tập trung vào việc tự xem xét và nhìn nhận lại bản thân. Tôi không nhận bất kỳ hợp đồng nào, song dẫu vậy, trên mạng vẫn còn một số quảng cáo của tôi bất lực, tôi xin lỗi vì đã làm phiền lòng mọi người, tôi mong khán giả tha thứ. Cát Tường vốn may mắn khi sinh ra đã nhận được nhiều đặc ân từ tạo hóa, không chỉ sở hữu gương mặt khả ái, nữ diễn viên còn đam mê ca hát và hát rất hay. Sự nghiệp của Cát Tường cũng lận đận như chính cuộc hôn nhân của cô, là bởi giữa lúc sự nghiệp đang trên đà phát triển, thì Cát Tường bất ngờ lựa chọn theo chồng bỏ cuộc chơi. Người cô chọn là một người đàn ông Việt kiều. Tuy nhiên, sau khi Cát Tường sinh con chưa lâu, đối phương đã có người thứ ba. Chồng cũ của cô chưa từng thăm hỏi nuôi nấng hay gửi tiền cho con gái. Mặc dù được cho là một bà mối mát tay, nhưng Cát Tường có đường tình duyên khá lận đận. Cô đã trải qua 3 mối tình với trai trẻ và cô lớn hơn họ lần lượt 10, 11 và 13 tuổi. Xinh đẹp, giỏi giang, thế nhưng nữ MC này còn là người mê đỏ đen. Năm 20 tuổi, cô đã là diễn viên biên chế của nhà hát kịch thành phố Hồ Chí Minh và một lần khi đi biểu diễn ở tỉnh cùng đoàn không phải của nhà hát, Cát Tường đã tham gia chơi để tiêu khiển. Theo Cát Tường, do không chịu được việc thua nên cô quyết định chơi lớn nhưng cuối cùng cạn kiệt. Cát Tường bảo, sau vài vụ thua, bẵng đi một thời gian cô không chơi nữa. Nhưng năm 30 tuổi khi đã trải qua biến cố hôn nhân thì cô quen một người bạn trai, người này lại mê đỏ đen nên thường dắt nữ MC theo. Không những đỏ đen, Cát Tường còn từng khốn khổ vì môn bóng đá, cô chia sẻ. Trong một đêm, tôi quyết định đánh 13 trận đấu của một mùa giải nước ngoài và mua một cái đèn thắp nguyên đêm để cầu nguyện. Tôi chỉ chơi theo cảm xúc, nghe tên nào thích thì tôi bắt người đó. Tôi nhớ mình thua 40 mấy triệu, cách đây 10 năm. Lúc đó tôi khổ lắm, tủi thân vì diễn ở sân khấu chỉ có 500.000 đồng một đêm. Tôi đâu có tiền trả nên phải trả góp và một tháng sau mới hết. Từ đó đến giờ tôi không còn chơi nữa. Ngoài công việc là diễn viên thì Cát Tường cũng tận dụng sự nổi tiếng của mình để quảng cáo cho các nhãn hàng, giúp tăng thêm thu nhập. Và đây chính là vấn đề mà cộng đồng mạng lên án cực kỳ gay gắt đối với Cát Tường. Ví dụ, một số thực phẩm chức năng nhưng qua tay Cát Tường đã thổi phồng lên là thần dược, là cứu tinh của rất nhiều loại bệnh mà đến y học hiện đại cũng phải bó tay. Ví dụ như sữa Diasur canxi mà có thể chữa dứt điểm đau xương khớp, đĩa đệm gút trong vòng 10 ngày. Sữa mà có thể chữa được dứt điểm tiểu đường cho dù bệnh nặng đến đâu, trong khi bệnh này người giàu có chi đến hàng tỷ cũng không chắc đã cứu nổi. Mà Cát Tường dám tự tin uống sữa này 10 ngày là khỏi luôn. Trước đó năm 2019, Cát Tường cũng vướng phải việc quảng cáo nhiều mỹ phẩm không rõ nguồn gốc. Nhiều mặt hàng mỹ phẩm mà Cát Tường quảng cáo, đặc biệt là kem trộn bị khán giả nhận định là sản phẩm kém chất lượng, không có nguồn gốc rõ ràng.
Ngoài ra, MC Cát Tường cũng từng bị chỉ trích vì quảng cáo xem bói tử vi trên trang cá nhân. Sau khi bị dư luận phản ứng chỉ trích, cô đã xóa bài đăng.